Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cũng vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Lộc và Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường. Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 20 xe đạp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Sương và xã Phú Lộc, tặng 12 phần quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường trung học phổ thông Vĩnh Sương, tặng 30 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Sương, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hớt tóc miễn phí cho người dân, học sinh trên địa bàn các xã. Tổng kinh phí chương trình khoảng 37 triệu đồng do Ban Giám đốc Công an tỉnh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong việc tham gia đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.